Ở phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai class đặc biệt là String Builder và String Buffer. Thì đây là hai cái mutable class tạo ra các mutable object để làm việc với string. String Buffer thì là thread shape, có nghĩa là các cái hàm của nó là sử dụng synchronize. Thì chi tiết về synchronize như thế nào thì các bạn sẽ tìm hiểu phần lập trình về tiến trình luồng. Còn String Builder thì nó sẽ hiệu quả hơn trong các cái chương trình đơn thread, đơn luồng. Bởi vì là chúng ta không sử dụng cái đồng bộ hóa để làm việc, nên thành ra String Builder được ưu tiên hơn khi mà các bạn không quan tâm về các cái luồng tiến trình.